Helen xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh Helen Food Garden. Thì còn có mấy ngày nữa là bước sang tháng 5 rồi. Thì mùa hè sắp đến rồi cô chú anh chị ơi, cũng sắp sửa Mother Day rồi. Thì đầu video Helen cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị nè, rồi các bạn nào mà được làm mẹ có một ngày lễ Mother Day thật ấm áp nè bên gia đình nha, hạnh phúc nữa. Thì mùa hè rồi ai cũng rất là vui trồng rau nè, rồi trồng cây ăn trái nè, đủ các loại nè. Thì mùa hè Helen cũng có chia sẻ rất là nhiều loại hạt giống, trên 100 loại. Nếu mà cô chú anh chị nào quan tâm tới hạt giống á, thì bên Helen chia sẻ những cái loại hạt giống là của miền Tây, giống như là đặc sản là kèo nèo, tây tượng, rau ngổ, rau đắng đất, rồi cải trời nữa. Thì những cái loại đó là rau quê, rau xưa của miền Tây Helen. Rồi Helen có chia sẻ rất là nhiều loại hạt giống. Nếu mà cô chú anh chị nào cần order thì nhớ liên lạc cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102. Thì Helen có đưa trên cái video ngày 29 tháng 2 2024 trên kênh Helen Food Garden, cô chú anh chị bấm vô trong đó rồi sẽ xem những cái loại hạt giống nào mình cần. Nói chung là Helen có rất là nhiều loại đặc sản của miền Tây nha. Cảm ơn cô chú anh chị, nếu mà ủng hộ thì nhớ liên lạc cho Helen. Thì hôm nay Helen sẽ quay lại cái đầu mùa xuân cho cô chú anh chị xem là cái vườn của Helen là cũng gần thành phẩm rồi. Thì hổm rày Helen cũng rất là bận, rồi nhiều công việc quá, rồi vô tới cái mùa chia sẻ cây á thì cũng rất là bận, cho nên Helen cũng ít có quay video. Hôm nay Helen quay cái vườn của Helen cho cô chú anh chị xem là hổm rày Helen trồng được cái gì rồi nha. Đây thì mình đi một vòng tham quan đi. Thì nói chung là tới cái mùa hè là ai cũng bận hết á, chiều là đi làm về là chạy tót ra ngoài cái vườn của mình. Helen đi một vòng nha. Thì trong cái vườn Helen cũng trồng rất là nhiều thứ rồi. Bên Helen nói chung là thời tiết cũng ấm hơn các tiểu bang lạnh nha, nhưng mà cũng phải kéo ra kéo vô đậy rồi rất là cực khổ mới được như vậy, chứ không thôi là nó cũng chết hết rồi cô chú anh chị ơi. Đây bây giờ là bông súng nè, bông sen nè, nó cũng đã lên rồi đó. Nhưng mà ở dưới cái hồ của Helen mọc bông súng bông sen lên là ốc nó ăn rất là nhiều luôn, nó cắn cái lá bị nát hết trơn à. Đây cô chú anh chị thấy Helen đã trồng cà vô trong chậu rồi nè. Còn cà thì mình có thể trồng trong chậu nè, rồi giống như là những cái loại mà đậu rồng rồi thì cô chú anh chị trồng trong chậu, không có phải cần cái chậu lớn thật là lớn rồi cây của mình mới tốt. Đây là cái cà Helen trồng có 7 ga lông nè, cái cà ra bông nè. Nói chung là Helen trồng cái cà này được cũng vài tầng rồi. Ở bên ngoài như vậy mình phải trùm lại mới được như vậy, chứ không thôi là nó đã chết lâu rồi. Đậu que Việt Nam nha, Helen trồng đậu que Việt Nam chứ không phải là đậu que của Mỹ đâu. Cái trái mà dẹp dẹp á, xào ăn rất là ngon. Helen thích cái đậu que của Việt Nam là tại vì nó mềm, còn cái đậu que của Mỹ nó tròn, nó cứng ngắt à, cho nên Helen không thích. Đây cô chú anh chị ơi, thì Helen đã đặt những cái rau chậu xuống là đã có ăn rồi. Đây những cái rau Helen nè, Helen đã trồng nay là cũng khoảng là 2-3 tầng, nhưng mà nói chung là cũng phải đậy lại hết, chứ không thôi là nó chết hết, là tại vì lạnh đi lạnh lại, cứ 3 bữa lạnh 4 bữa nóng mà cứ làm hoài. Nay là cùng hôm mà đầu tháng 4 tới nay là gần hết 1 tháng 4 rồi, cũng cực dữ lắm luôn nó mới có cái thành phẩm như vậy nè. Cần cái rau răm thì alo cho Helen nha, rau răm đén nè rất là ngon nha, nó xương sáo thạch đen nè. Ở những cái chậu này là Helen đã trồng ăn, còn những cái chậu mà Helen đã chia sẻ thì Helen đã vô chậu đu ly hết rồi. Coi nè, kinh giới Helen cũng có rất là nhiều chậu nha. Cô chú anh chị mua về là mình chỉ trồng vô chậu là ăn thôi. Có cái miện nè, có hai loại miện nha. Đây, rất là thơm. Đó, cô chú anh chị thấy là Helen đã chuẩn bị hết rồi. Đây, Helen đã đặt dưa leo, khổ qua rồi xuống hết rồi, dưa gan đồ hết rồi. Đó, trong cái vườn của Helen là Helen đặt những cái cây cải xà lách, chỗ dài cây vậy đó, mà đặt xen kẽ, đặt một lần là mình ăn không có kịp. Đây cô chú anh chị ơi, cái cảnh vườn của Helen bữa nay là giống nói chung là cũng được 50%, nhưng mà chờ khoảng là chừng vài tuần nữa là cây ăn trái của Helen rất là đẹp luôn. Những cái cây ăn trái giờ hiện giờ ra bông nhiều dữ lắm luôn. Đây, rất là đẹp nha. Nói chung là cũng chịu khó đem ra đem vô rồi đậy hết một cái tháng tư luôn, 3 bữa nóng 4 bữa lạnh mà cứ làm hoài. Đây rau muống của Helen là Helen có trồng hai loại nha, siêu ngọn của Thái với lại rau muống của Việt Nam.
Nói chung hôm nay là anh đi là anh lợi nó bị vàng lá đó. Cải trời thì Helen cũng đặt vô chậu hết rồi nè. Còn nếu mà cô chú anh chị nào muốn Helen xe cải trời thì chờ khoảng 4 tuần nữa là Helen mới có cải trời. Đây là những cái ly môn ngọt nha, môn ngọt, môn sáp á. À, Helen có những cái ly môn sáp là loại mà ở trong ruột vàng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào cần thì alo cho Helen. Bữa nay cây chuối nè cũng lên lá rồi. Hổm rày mà không lạnh là thôi, cái vườn của Helen tùm hết. Đây những cái cây lá Japanese Mambo nè, nó cũng đổi màu rất là đẹp. Rồi đi một vòng cho cô chú anh chị xem nha. Hiện bây giờ thì nói chung là cũng được 50% cái vườn của mình là nho nhỏ để chuẩn bị cho cái mùa hè. Đó, bông súng bông sen thì ở dưới nó mọc hết rồi. Đây chiều thì 7 giờ rồi, trời còn luôn nha. Đó, Helen đã làm những cái vàng mướp, vàng bầu, vàng khổ qua. Đây những cái cây nè. Đó, cô chú anh chị ơi, mùa xuân là rất là mê. Đây là những cái vàng Helen trồng khổ qua mở đã đặt xuống rồi. Hai đợt rồi, đợt trước là nó chết sạch hết trơn rồi. Đợt này nó mới thành công nha. Nhưng mà đậy lại chứ không đậy là nó cũng chết luôn rồi. Nguyên một cái tháng tư là ai cũng nôn nao hết, đem ra trồng sớm là coi như là ngủm củ tỏi hết trơn. Đây đó, Helen đã trồng một cái vàng dưa leo, mỗi loại 2-3 giây. Dưa leo Nhật nè, dưa leo của Thái nè, rồi dưa leo của Đại Hàn nè. Nói chung là 3-4 thứ Helen xen kẽ vô một cái 2 giây. Đây là Helen xạ rau má. Đó, bữa nay lên nè, xanh đất hết trơn luôn. Hôm nay Helen trồng xà lách, nói chung là ăn quá trời ăn, ăn không nổi luôn. Còn như đây mà cắt không có nổi cô chú anh chị ơi. Đây, những cái cây trúc mà Helen đã có chia sẻ trên cái kênh của Helen đi đốn măng á. Rồi là Helen đốn những cây trúc này về để mình cặm xuống mình trồng dưa leo, khổ qua, bầu, bí, mướp đồ nha. Đã ghê chưa, rất là đẹp luôn. Nói chung có những cái cây này nhớ lại cái thời xưa mình ở Việt Nam. Mình có những cây trúc này ở Việt Nam là mình cặm vô mình trồng dưa leo nè, bầu bí mướp khổ qua. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bây giờ thì có những cái công nghệ trồng bằng sắt đồ này kia, nhưng mà Helen lại thích trúc hơn. Đây Helen đã làm một cái vàng này rồi nè. Đó, coi nè, làm thêm. Ở dưới thì Helen đặt dưa leo, đủ loại dưa leo hết. Nói chung là trồng cái chút một chút á để ăn, nhưng mà mới đầu mùa thì nó còn sơ sài, nó chưa có đẹp. Helen trồng vô chậu nè, giống như là nhiều quá thì ăn không hết. Thì Helen trồng hai cây dưa gang, rồi hai cây đậu bắp, hai cây đậu rồng là đủ ăn rồi. Bây giờ là Helen sẽ chia sẻ thêm một chút xíu là cái cây đậu rồng. Có nhiều cô chú anh chị trồng đậu rồng phải biết cái cách, chứ không thôi là nó chạy dây nguyên cái mùa là nó không có ra trái cho mình ăn đâu. Trồng đậu rồng là phải trồng ở trong chậu, rồi á phải hãm nó, là không cho nó nước mỗi ngày nhiều, rồi là không có để phân nhiều nha. Để phân nhiều là nó chạy dây nguyên một cái mùa là nó chạy dây không à, nó không có ra bông ra trái gì đâu. Cô chú anh chị trồng nhớ là mình để trong chậu, có thể là mình cắt nước nó một ngày hai ngày mình tưới một lần cũng được. Rồi mình đừng có để phân bón nhiều, mình chỉ để cho nó khô khô, cái lá nó già già thì nó sẽ ra bông sớm cho mình ăn. Còn nếu mà cô chú anh chị chăm rất là nhiều cái phân á, bỏ phân hột, phân này, phân kia, phân bò, phân cá rồi là nó chạy không, mà nó không có ra bông cho mình có trái ăn đâu. Đây thì những cái chỗ này thì Helen trồng mỗi cái ít hết á, dài cái bụi tầng ô là đủ ăn rồi. Nó nhảy con ra là ăn hết cái mùa này luôn. Càng ngắt thì nó sẽ ra ngọn nha. Đó, cô chú anh chị thấy Helen xạ rau má này, rau má này rau má của Việt Nam chánh tông luôn. Rất là thơm, chứ không phải như rau má lai bên đây nó không có ngon nha. Rau má của Việt Nam mình là nó ngon nhất. Đây Helen xạ một cái mô này là ăn suốt cái mùa này luôn á. Qua năm nó sẽ mọc lại nha. Nó còn cái gốc là nó mọc lại hết, nó không có chết. Cô chú anh chị trồng một lần là ăn hoài luôn, không có cần phải trồng lại. Thì Helen trồng mỗi cái ít á. Cái vườn của Helen đã thành phẩm rồi nè, quay quay lại cho cô chú anh chị xem nha. Rất là thích luôn. Em nè, cái rau má này năm rồi nè. Đó, năm rồi là Helen trồng nè. Năm nay còn cái gốc tự nó mọc lại, mình không có cần trồng nè nha. Nhưng mà Helen muốn xạ rau má nhiều để mình xay sinh tố, mình lấy nước dừa mình xay mình uống, nó rất là mát cho cái mùa hè.
Đó, cô chú anh chị thấy nó tốt không à? Rau má này chánh tông của Việt Nam mình luôn, cộng nhỏ đó. Đó, rau sống là tự mọc mỗi năm luôn, không có cần trồng lại. Đây, những cây cải này là cây cải dúng nha, cái cây bằng cái rổ vậy đó. Nếu mà cô chú anh chị nào ở nhà đông á, mình trồng chừng 10 cây cải xà lách mà dúng á, bằng cái thao cái rổ đó là ăn đủ rồi, không có cần phải trồng nhiều nha. Đây, cái vườn của Helen bây giờ hiện giờ là trúc không à. Quay cho cô chú anh chị xem là Helen cẩm trúc là nhiều. Đó, thích làm bằng trúc, không có thích làm bằng kẽm nha. Helen có mua một ít khoanh kẽm để trồng cà nhưng mà không thích, rồi rút ra hết rồi. Không có thích thích những cái loại mà ngày xưa của mình á. Đây, những cây cà. Đó, đi tới đâu thì cái vườn của Helen cũng hàng rào trúc hết. Dàn trúc này để cho vô leo mướp bầu bí rồi nó lên. Đó, đã cũng làm hõm rày rất là cực luôn. Nhưng mà đều có một cái chịu khó là mình phải đậy lại, tại trong cái tháng tư á cứ trùm lại rồi mở ra, trùm lại rồi mở ra mà cứ làm hoài luôn á cô chú anh chị. Ai tới cái vườn của Helen á cũng thích lắm. Nói trời ơi sao mà chịu khó quá vậy. Đó, cô chú anh chị thấy không, Helen trồng rau thơm nè, rau húng lủi, húng cây nè, làm nguyên một cái mùa là ăn không có hết luôn. Nhưng mà phải cắt chứ không cắt là nó già. Đó, cô chú anh chị trồng một lần thôi là mình ăn hoài luôn. Trong đây nè, cái vườn của Helen là có tới 3-4 loại húng rủi luôn, húng cây luôn nè. Cái loại này cũng khác nè nha, rồi cái loại này cũng khác nữa nè, rồi cô chú anh chị thấy cái loại này cũng khác nữa nè, thấy không? Đó, đây cũng khác nữa nè. Trong cái vườn của Helen mà có 3-4 loại húng lủi luôn nha. Còn đây là Helen xà cải ba xanh bị ngọt, giống như sen kẻ liền liền luôn. Xạ nhúm này trong vòng 2 tuần tới là Helen xạ lần nữa, giống như mình ăn mình có sen kẻ hoài chứ xạ một lần mình ăn không có nổi. Cho nên Helen xạ hết cái thùng này xong rồi 10 ngày sau hoặc 2 tuần sau Helen xạ thêm một cái thùng nữa. Đó, Helen e ạch làm những cái vàng này xong rồi nè. Cô chú anh chị thấy không, rất là đẹp luôn nha. Đó, đốn trúc thì anh nông dân cưa thì Helen làm. Còn bên đây nè, cho cô chú anh chị xem là Helen trồng kèo nèo. Nói chung cái kèo nèo rất là dễ với tay tượng, rất là dễ trồng. Mà cô chú anh chị làm đất là quan trọng nhất luôn. Cái đất này nè mình phải làm trước 2-3 tầng cho nó chìm xuống hết rồi cái nước nó nổi lên trên mặt á, thì mình trồng những cái này mới được. Chứ mà nếu mà mình không có làm đất trước 2 tầng á, là trồng những cái kèo nèo này lên nó nổi hết. Với lại đất nóng quá là nó chết hết trơn. Cái cây ấu Helen chia sẻ nha, cô chú anh chị nào cần cây ấu này để trong nước cho nó đẹp với hồ cá thì gọi cho Helen nha. Đó. Còn đây là rau ngổ nè, cô chú anh chị thấy rau ngổ không? Để chừng vài ngày thôi là nó nhảy đầy hết. Còn bên kia là rau dừa, thì những cái loại này ăn mắm kho không à. Đó, thì chiều nay Helen quay hết cái vườn cho cô chú anh chị. Bên đây là vàng rau rồi, xong hết rồi phải không? Bây giờ sẽ quay qua những cái loại trái cây. Đây, Helen cho cô chú anh chị, Helen có chia sẻ rau mát nữa nha. Cái rau này ăn mắm kho nè. Nói chung là bên vườn của Helen là không thiếu một loại nào của Việt Nam hết á, đầy đủ hết. Cô chú anh chị cần bất cứ loại nào thì alo cho Helen nha. Đây. Rồi, xe qua đây. Đó, thì bây giờ Helen có rất là nhiều cây ăn trái. Ổi nữ hoàng, ổi thái, ruby ruột đỏ nè. Ổi mật thị đào có sẵn cây rồi. Hiện bây giờ cây nào cũng có bông hết. Cô chú anh chị cần thì alo cho Helen. Hiện bây giờ cái cây này coi nè, nó ra bông quá trời luôn, nó đậu trái rất là nhiều. Rồi xài thái nè, xài út nè, những cái cây xài này đang có bông luôn. Đây, Helen cho cô chú anh chị xem là xài út đang ra bông nha. Cây rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị cần bất cứ loại cây ăn trái nào thì nhớ alo cho Helen nha. Qua số điện thoại là 910 583 6102. Đây, vườn của Helen bây giờ là những cái cây sabuche là thôi hết sảy luôn. Nó đang ra bông với lại trái á, quá chừng luôn rồi nè. Bông nè, bông đầy cành hết trơn. Đây là trái nè. Cô chú anh chị ơi, giống sabuche này rất là ngon. Helen chia sẻ nhiều trong cái video của mình dữ lắm luôn rồi. Thì ai coi cái kênh của Helen cũng biết những cái cây sabuche của Helen rất là ngon nha. Nó cây rất là đẹp nè, tàn xum xê hết.
cô chú anh chị cần bất cứ size nào thì alo cho Helen, Helen đều có size hết. Đây những cái cây này đang có trái nè, đó, trái nhỏ nhỏ nè, thấy ghét ghê không, trái quằn hết trơn luôn. Cái này là cỡ tháng 8, tháng 9 là mình có thu hoạch rồi. Đây những cái cây sabuche nè cô chú anh chị, nhỏ nhỏ mà có trái hết trơn rồi, thấy không, trái nè. Đây, bông á, bây giờ hiện giờ nó sắp sửa vô mùa, bông rất là nhiều. Những cái cây sabuche rất là đẹp. Helen có 2-3 size lận. Nếu mà cô chú anh chị nào cần size nào thì alo cho Helen size nấy. Mắc cười dữ lắm cô chú anh chị ơi. Những cái khách tới đây mua cây á, rồi cứ đi vòng vòng cái vườn của Helen, đi qua đi lại, đi qua đi lại, thắc cười lắm. Giống như là thích á, vô đây là xả stress nè, rồi vui lắm. Cô chú anh chị cứ đi tới đi lui, tới lui mắc cười ghê luôn á. Chưa đâu còn chừng khoảng chừng 1 tháng nữa là cái vườn của Helen bích hết trơn, rất là đẹp luôn. Đó Helen có những cái cây táo Thái nha, hiện giờ mới đang ra tược non thôi. Cho cô chú anh chị xem là những cái cây sabuche này hiện giờ nó đang đơm bông hả, chùm 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 hết trơn luôn, rất là nhiều luôn nha. Nhánh nào cũng có bông hết á. Thấy ghét ghê không. Đó những cây khế nha, khế ngọt, khế chua gì Helen cũng có hết. Cô chú anh chị cần bất cứ là cây nào thì alo cho Helen. Đây nè, cho cô chú anh chị xem là cái cây này là cây bưởi Biên Hòa đang ra bông nè. Cây này là Helen đã nuôi 3 năm trời rồi đó, chứ không phải là một ngày một bữa là mà chia sẻ được đâu. Cái lúc mà Helen nuôi nó là có chút xíu à, 3 năm rồi mới được như vậy nha. Đó, cô chú anh chị nào cần bưởi Biên Hòa thì alo cho Helen. Đây, hỏi Thái nha. Từ ở dưới gốc mà lên tới ngọn là coi như là đang ôm bông đầy hết trơn. Đây, trái bự bự hết rồi nè. Cô chú anh chị nào cần một cây thì alo cho Helen. Đó, cây này để đem về cái mùa này là khoảng tháng 8, tháng 9 là mình có ăn rồi. Đây, hiện bây giờ đang có một cái trái rất là ngon nè, xuất sắc luôn. Để Helen sẽ thu hoạch rồi sẽ tại gốc cho cô chú anh chị ăn thử cái trái hội thái này là coi nó ngon như thế nào. Không có lặt xuống nha. À, quá trời giòn luôn. Vừa ăn rồi mà nếu mà Helen không hái cái trái này thì nó chín không có ngon. Cô chú anh chị ơi, bên trong nó có một chút xíu hột thôi. Helen chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Cái ổi thái này, cái giống này rất là ngon. Mà cái ổi thái này nè, mình trồng nó rất là mạnh. Rồi nó đậu trái nhiều hơn các loại cây kia nữa. Đó, mời tất cả cô chú anh chị thưởng thức cái ổi thái Helen xẻ trên cây nha. Đây có một mình Helen quay phim mà, cho nên nó hơi cực một chút. Đây, mời tất cả cô chú anh chị. Quá ngon. Ngon dữ lắm cô chú anh chị ơi, đã quá. Giòn. Đó, nghe Helen trẻ ra không? Đây, ổi thái rất là ngon luôn. Cô chú anh chị trồng cái loại này á, nó đậu trái dễ lắm, nó không có bị rụng nhiều nha. Ra bông rất là nhiều, mà tỷ lệ nó của nó đậu cũng rất là nhiều luôn nè. Cô chú anh chị ơi, coi nè. Rất là ngon nha. Coi nó dày cơm nè, đã dữ lắm luôn. Đó, cô chú anh chị nào cần một cây thì alo cho Helen. Helen còn chừng khoảng 5 cây nữa là hết luôn. Bây giờ có ở Thái nhưng mà nhỏ nhỏ không à, không có bự như vậy. Cô chú anh chị thấy cái gốc của nó nè, bự gần bằng cái ngón cẳng cái của mình luôn. Cho nên nó đậu trái á, dễ lắm. Bự nó mạnh, nó đậu trái nhiều lắm, nó không có bị rụng. Còn mà cái cây nhỏ nhỏ mình để chừng ít trái là ok rồi, mình không có để nhiều được. Đây cô chú anh chị ơi. Ngon quá trời ngon luôn. Hái tại gốc ăn luôn, rất là mê luôn á. Vậy mới ngon nè. Đó Helen nè. Nói chung là cái ổi này là xuất sắc luôn. Nó không có chua nè, mà nó không có ngọt ngay nha, nó chua chua ngọt ngọt. Cái trái ổi này vừa ăn dữ lắm luôn. Đó, cô chú anh chị nào cần thì alo cho Helen nha. Đã quá đi.
Cần ổi nhớ là lâu cho hai lần nha. Đó coi nè, nó có bông dưới tự dưới gốc luôn á. Rồi nhãn nữa nha, nhãn này là nhãn Hawaii, hiện bây giờ quá chừng bông luôn nè, nó đã tụ thành trái nhỏ nhỏ rồi. Đây hai lần cho cô chú anh chị xem là những cái cây này là nó đã có trái rồi nè. Đây trái của nó đậu nè, tới cái mùa rất là nhiều nha. Đó cô chú anh chị ơi, đây bữa hổm nó ra bông dữ lắm luôn rồi à. Anh nông dân đã xịt cái thuốc dưỡng cho cái bông nó đậu với lại cái trái nó không có bị rụng nha. Hiện bây giờ xài này là xài Thái nè, đây đang đậu trái mau lớn dữ lắm luôn, vẫn cần 1 tuần thôi là mình thấy cái trái nó khác nha cô chú anh chị. Đây quá chừng luôn nè, xài Thái đậu nè, cây rất là dễ thương luôn. Đó, nhãn ra bông quá chừng luôn, bông chùm chùm luôn nè. À, Helen có giải nè cô chú anh chị, coi nó ra bông nè, quá chừng bông luôn. Cái cây khoảng chừng hơn 3 feet mà nhánh nào cũng có bông hết trơn luôn nè. Đó, giải thiều nha cô chú anh chị, cần cây giải này á thì nhắn cho Helen nè. Đây nói chung là cái cây giải này á nó nhỏ mà nó có vỏ nha, đây nè. Bông của nó cứ ngắt hết trơn cô chú anh chị thấy không, từ ở dưới mà gốc mà lên tới ngọn luôn. Đó, rất là đẹp luôn nè, xum xê bông luôn, những cái cây giải rất là đẹp luôn, nhỏ nhỏ mà tàn xum xê luôn á. Đây hộp lép nha, coi nè, còn Helen có mận lắc gô. Đây coi cây nè, tàn mà năm tư ở dưới gốc lên ngọn luôn, nó đang ra tược non xum xê. Đây, em đang có bông nè, có bông đầu mùa nha, cây rất là đẹp. Cô chú anh chị nào cần một cây thì alo cho Helen nha. Mận này là mận lắc gô nè, có ít thôi không có nhiều. Rồi mận An Phước cũng rất là đẹp luôn nha, xum xê hết, tàn tùm hết. Còn cái này là sơ ri rồi công, thì những cái chậu này là ông xã Helen đã thay đất hết rồi. Đầu cái mùa xuân á, mùa hè là mình thay đất hết nha cô chú anh chị, cho nên nó bây giờ á, nó đang ra bông chùm chùm luôn nè. Đó bông nè, đem về là năm nay là có trái ăn liền luôn. Những cái cây này rất là mạnh luôn rồi, tàn xum xê hết trơn luôn. Thấy vậy chứ mình phải cắt ngọn nè, đó cắt bỏ những cái ngọn này hết cho nó ngắn, mình đừng cho nó cao. Cây này khoảng 4 feet thôi mà bông nó đang ra xum xê hết, nhiều bông dữ lắm luôn. Cốc hiện giờ đang ra bông, Helen có 2 size, một size nhỏ một size lớn. Cô chú anh chị nào cần cốc thì alo cho Helen nha. Ổi nè, ổi Helen có ổi nữ hoàng nha, cũng đang ra bông luôn. Đó, bông có bông nè. Đây bên Helen chia sẻ những cái gốc ổi nữ hoàng, cô chú anh chị nhìn cái gốc của nó nè, bự bằng cẳng cái của mình luôn, tuột non xum xê luôn nè, gốc rất là to. Mình mua cây ổi mà mình thấy cái gốc vậy nè là mình nuôi nó rất là mạnh nha cô chú anh chị. Gốc nào gốc này rất là to luôn. Mình quan trọng nhất là cái gốc, còn cái cành đâu á nó ra rất là nhanh, cho nên mỗi năm là ổi mình phải cắt tỉa cho nó ra cái tuột mới nó mới ra bông nè. Cô chú anh chị thấy không, cái gốc rất là to, gốc nào cũng đẹp hết á. Bên Helen có chia sẻ những cái cây bonsai cần thân nè cô chú anh chị ơi, gốc rất là đẹp. Cô chú anh chị nào chơi bonsai thì nhớ alo cho Helen. Những cái cây này là Helen uống nè, rồi tỉa bonsai rất là đẹp, cây này rất là mạnh luôn, nó không có chết nha. Đây rồi cây me cũng bonsai luôn, nguyệt quế cần thân, rồi mai chú thủy nha, khế bonsai luôn. Cô chú anh chị cần bất cứ loại cây nào thì alo cho Helen. Đây có dừa nè, cây rất là đẹp nha, cây bồ đề nữa đang ôm đá nè. Đây khế nè, anh chị nào cần bất cứ cây bonsai nào thì liên lạc cho Helen nha. Bên Helen có chia sẻ bưởi da xanh 100% luôn, hiện bây giờ nó đang ra tược non rồi, nó đang ra bông nha. Thì hiện bây giờ nè, bưởi da xanh đang có trái nha. Nói chung là cây nhỏ cô chú anh chị để 1-2 trái thôi, đừng để nhiều, để nhiều cây của mình nó nuôi không nổi á, nó sẽ bị chết cái cây nha.
Helen có chia sẻ rất là nhiều, mình trồng trong chậu không phải là ngoài đất, cho nên mình trồng cái cây á, mình phải biết là bao nhiêu trái mình để cho cái cây nhỏ, chứ mình để nhiều quá là cây coi như là suy dinh dưỡng, qua năm là cái cây của mình không có dưỡng lại được đó. Đó, hiện bây giờ nè, cô chú anh chị cần bất cứ cây nào thì alo cho Helen nha. Cây nè, tắc cẩm thạch, trái xum xê quằn quại hết trơn luôn. Đây, tắc nhỏ nhỏ nè, cây trái đầy hết trơn. Cô chú anh chị ơi, gọi cho Helen nha. Đó, cây nè, tắc cẩm thạch trái quằn hết trơn luôn á. Đây, đi tới nè. À, tắc cẩm thạch nha, cây này đẹp xuất sắc luôn. Đây là trái nè, à, cây trái ăn giống như trái chanh nha cô chú anh chị. Thì à, cái lá nó cũng đẹp mà cái trái nó cũng đẹp nữa. Đây này, thấy mê dữ lắm luôn á, nhìn nó đã quá trời đã luôn. Hay là chiều bữa nào cũng ra nhìn mấy cái cây này hết rờ tới rờ lui hoài, hết cười lắm, rờ riết nó sượng luôn. Cây nè, trái nè, quăng hết trơn luôn, ăn ngon dữ lắm luôn á, ngon hơn trái chanh nha cô chú anh chị. Coi nè, tắc nè. Đó, coi nè, tắc trái nè, trái như mâm xôi luôn á, không có tưởng tượng luôn. Những cái cây này Helen để tới mà tới tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, cô chú anh chị thấy mà mê luôn á, trái cơ bằng khủng luôn. Rồi thì Helen có những cái cây chanh lá số 8 rất là đẹp nha, trái á, cũng nhiều dữ lắm luôn. Đây, trái nó bự bự rồi nè. Đó, cây rất là đẹp nha, lá xum xê luôn, tàn xum xê luôn. Rồi thì Helen có những cái cây tắc ngọt nha, ăn cực kỳ ngon luôn. Cô chú anh chị ơi, trái của nó đẹp nè. Hiện bây giờ nó đang ra tuột non để nó ra những cái trái mới nữa nha. À, quýt nè, cái su của Nhật nè, cây trái nè, xum xê hết. Coi chỗ này nè, có một cái nhánh, hai nhánh cơ mà, coi nè, trái nè, thấy ham luôn. Cái cây này mới mốt là trái gãy cành luôn. Helen có quýt Nhật, rồi quýt đường, tắc ngọt, tắc chua đầy đủ hết. Đây coi nè, cây này cây tắc cẩm thạch, cây này chín nè, thấy ham luôn. Đây cô chú anh chị thấy trái của nó nè, quằn hết trơn luôn nha. Đây, xuất sắc chưa, đã lắm. Đó, quýt đường cũng có trái xum xê luôn. Đây là táo tàu GA866 của Helen, còn được mấy cây mà quá chừng coi nè, bông với nụ nè, trắng cành hết trơn. Anh nông dân mới vừa xịt cái thuốc để cho nó đậu cái bông với trái á. Đó, cô chú anh chị nào cần á, thì alo cho Helen nha. Thật sự ra còn vài cây nữa là hết rồi, final rồi. Năm nay là coi như là xong rồi. Thì cô chú anh chị biết là Helen bán cái cây táo tàu này nè, rất là đẹp nha, không có giống như những người ta gửi cho tất cả mọi người đâu. Thì Helen bán cây táo tàu này nè, là Helen để rất là xum xê, rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị thấy không, cô bây giờ nè, quá chừng quá đất bông luôn á, thấy cưng dữ lắm luôn á, nhìn mê luôn. Cây nào cây nấy coi nè, tàn xum xê hết, đều rơ hết trơn luôn nha. Đây nó đang ra tuột non rồi, quá chừng nó ra trắng cành hết trơn luôn. Một cây này là xum xê luôn. Cô chú anh chị ơi, Helen còn vài cây nữa là final rồi. Ai cần GA866 thì gọi cho Helen nha. Cycle thì Helen cũng hết rồi. Đó, đã chưa, rất là đẹp mấy cây táo tàu, thấy thương ghê luôn á. Nhiều lắm mà Helen chia sẻ hết rồi, còn vài cây nữa là coi như là xong luôn. Đó, nhìn cái dàn bông mà thấy mê luôn rồi nè, bông đặc cứng hết trơn luôn. Đây, Helen có những cái cây hồng mềm. Bữa hổm có nhiều cô chú anh chị hỏi mà Helen không có, bữa nay là mới có nè nha. Đó, hồng mềm nha, trái rất là ngon luôn. Đây, có được vài cây, tàn rất là đẹp luôn, lá nào nó lấy chảng 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 hết trơn luôn nè. Với lại hồng phu du nha, của Nhật. Cô chú anh chị nào cần thì nhớ alo cho Helen. Đó, cây từ ở dưới gốc lên ngọn là đều có tàn hết, rất là đẹp luôn nha. Cái này là hồng mềm, cây hồng giòn phu du cũng có tàn rất là đẹp nè, từ ở dưới gốc lên tới ngọn nè, rất là nhiều tàn luôn. Có cây cũng có bông có trái luôn nha, nhưng mà mình đem về mình trồng thì năm sau á nữa là mình mới có được ăn trái một hai trái thôi, chứ trồng là cũng phải đầu tư chứ cô chú anh chị, chứ đem về mà muốn có trái liền cũng khó lắm. Nhiều khi mình để xuống đó nó cũng mất sức nữa, nó phải từ từ nó mới bắt phân rồi nó mới đậu. Đây cho cô chú anh chị xem là cây hồng của Helen nè, rồi cây táo tàu nè, hiện bây giờ nó ra bông hô dữ lắm luôn á. Cây hồng này ai tới cũng thích lắm, trái dữ lắm cô chú anh chị ơi, năm nào cũng vậy hết, trái nào nó bự bằng cái chén luôn. Hồng của Nhật nha, hiệu phu du luôn đó. Cô chú anh chị thấy bây giờ là cái mùa hè rồi,
cây ăn trái của mình nó đang ra tuột với ra, nó đang ra bông dữ lắm luôn rồi, đang mang trái nhỏ nhỏ. Quà xâm láng, cô chú anh chị nào cần một chậu thì alo cho Helen nha. Helen đã làm sẵn lâu rồi nè, bây giờ là về chỉ cần hái lá ăn thôi, ngoài ra không có cần phải làm gì nữa hết. Mình muốn bỏ xuống đất thì mình bỏ, mình bỏ vô chậu thì bỏ nha. Đây, những chậu xâm láng của Helen. Anh nông dân á hả, ngồi mài mò rút từng dây ra quấn lại tròn nè cô chú anh chị. Nay nó ra tược non rất là đẹp nha. Đây Helen ship lại, Helen ship nguyên cái chậu đi luôn. Về là mình để như vậy mình hái lá luôn, hoặc là mình có thể vô chậu lớn, hoặc mình đem xuống đất mình trồng luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Chậu nào cho nấy đẹp lắm. Đây nè. Lá nè, quá chừng ra lá luôn. Nay Helen sẽ quay nguyên cái vườn của Helen cho cô chú anh chị xem là đã thành phẩm hết rồi, chuẩn bị là ready để cho nó đẹp thôi. Đó, Helen có bầu bí khổ qua rồi, sẵn sàng hết rồi. Cái lá này ăn bún bò Huế nha cô chú anh chị. Đây nè, tản tản hết dân à. Cái này là rau ngổ của Helen nè, Helen trồng được mấy chậu luôn, đang chờ nó ra con để chia sẻ cho tôi cô chú anh chị. Bên Helen hiện giờ là bắt đầu đầu mùa hè rồi, có rất là nhiều loại rau. Cô chú anh chị cần bất cứ loại rau nào thì alo cho Helen nha. Thì Helen có chia sẻ rất là nhiều lần rồi, bình bát dây, nhãn lồng, kèo nèo, tay tượng, rau ngổ, rau đắng đất nè, rồi những cái thuốc nam là thuốc dòi nè, rau diệu nè, cỏ mực nè, đầy đủ hết. Thì bên Helen đã gieo cây sẵn rồi, ớt đủ loại nè, ớt chim ỉa, ớt trắng, ớt xanh ăn rất là ngon, rồi ớt thái, ớt chỉ thiên, đông trùng hạ thảo, lá to, lá nhuyễn nha, đó, lá mơ xanh, lá mơ lông để mà mình ăn sống hoặc mình làm thuốc cũng được luôn. Cần tàu nè, cần dày nè, rồi Helen có củ chuối, củ ngải bún nè, củ lùng nè. Đây thì tất cả các loại rau Helen đã chiết vô chậu hết rồi. Quế dị nè, rồi xá xị, Helen có cây xá xị nha. Rau má thì chiết sẵn luôn, rau diệu nè, lá cẩm tím nè, cải tàu bay nè, mùng ngót nhật nè, mùng tơi nhật nè nha cô chú anh chị. Helen có ươm dưa leo, là dưa leo của Thái, trái nhỏ nhỏ ăn rất là giòn. Thì Helen ươm sẵn cây rồi, cô chú anh chị cần thì đem về là mình trồng liền luôn, không có cần phải chờ đợi nha. Đây, rau ôm rồi, răm nè, môn ngọt nè, bạc hà nè, môn sáp nè, đầy đủ hết. Khoai tím nè, tí tô đỏ, tí tô nhật nè, đủ loại hết. Gan nè, bầu, khổ qua thì ươm thêm, tại nhiều cô chú anh chị hỏi quá trời cho nên hay là ươm cái chút chút thôi chứ không có ươm nhiều. Đó, sẵn sàng hết rồi, cô chú anh chị cần thì alo cho Hà Linh nha. Cây, trứng cá. Đó thì cô chú anh chị cần bất cứ loại rau nào thì nhớ alo cho Helen qua số điện thoại là 910 583 6102 nha. Đó thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của Helen nha. Nhớ bấm cho Helen một cái like, đăng ký chia sẻ nha. Rồi đăng ký ủng hộ kênh Anh Nông Dân Trồng Cây nha. Anh Nông Dân sẽ chia sẻ rất là nhiều video cho cái mùa xuân mùa hè này, để mình biết cái cách trồng cây ăn trái trong chậu nha cô chú anh chị. Thì Helen chỉ chia sẻ thôi, còn nếu mà cô chú anh chị nào cảm thấy giống như là có cái gì hay hơn thì comment bên dưới cho Helen nha. Rồi thì Helen cảm ơn tất cả mọi người.